để có sức khỏe như hiện tại là cả một hành trình thay đổi tích cực của mẹ tôi. 2 năm trước, mẹ tôi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường sau một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát. Hồi đầu mẹ ăn kiêng dữ lắm, cả nhà vừa lo vừa thương cho mẹ. Nhà có cỗ, làm món này món kia, mẹ nhiều khi chỉ ngồi nhìn thôi mà chả động đũa chút nào cả. Bên nhau cũng đã 30 năm rồi. Từ khi bị cái bệnh này thì bà thường xuyên là bị mỏi mệt, nhiều đêm không ngủ được. Bà lại phải dậy tự bóp chân bóp tay một lúc mới đỡ. Thay vì mệt mỏi với bệnh đái tháo đường, tôi đã thay đổi tư duy và hành động để có lối sống khỏe mạnh hơn, khoa học hơn. Tôi đã cố gắng bổ sung dinh dưỡng đều đặn mỗi ngày, sinh hoạt điều độ và vận động nhẹ nhàng vừa sức. Bên cạnh gia đình, Glucagon là người bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống hàng ngày. Sữa Glucagon giúp tôi cân bằng đường huyết, tăng cường sức khỏe suốt mấy năm nay. Glucagon với công thức hệ một đường hấp thu chậm giúp cân bằng đường huyết, chỉ số đường huyết GI thấp đã được chứng minh lâm sàng cùng 38 dưỡng chất thiết yếu tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Tôi thường uống 1 ly sữa Glucagon mỗi buổi sáng đã giúp cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng. Nay có thêm sữa bột pha sẵn rất tiện lợi. Bây giờ cơ thể của tôi khỏe khoắn rồi, nên chế độ ăn uống có thể linh hoạt hơn, không cần phải kiêng khem và hà khắc như trước nữa. Giờ đường huyết của tôi ổn định nên là tôi cảm thấy khỏe lắm, không còn bị hoa mắt chóng mặt, tê bì chân tay hay là mất ngủ nữa. Thậm chí tôi còn ngủ sâu hơn, ngon giấc hơn, thích hoạt động hơn. Bây giờ tôi cảm thấy như mình trẻ ra mấy tuổi ấy. Đặc biệt trong những lần kiểm tra định kỳ, chỉ số đường huyết của tôi cũng trở về ngưỡng cân bằng và ổn định. Hiện tại tôi không cần phải lo về chỉ số đường huyết tăng cao nữa. Glucagon, đường huyết cân bằng, tăng cường sức khỏe.